Xin chào các bạn đang theo dõi video ở kênh YouTube của mình. Hiện tại thì ở trang giao diện của iMoLive ở trên điện thoại thì có chia thành hai dạng. Thứ nhất là dạng tiêu chuẩn và dạng nâng cao. Thì ở đây là cái giao diện lại dạng tiêu chuẩn. Còn phần xem lại theo dạng dạng tiêu chuẩn thì nó là như thế này. Thì các bạn xem lại như thế nào? Khi các bạn xem trực tiếp vào chiếc camera thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái phần phát lại đây. Đấy, được chưa? Bấm phát lại. Và các bạn sẽ chọn đến ngày các bạn muốn xem lại. Thì dấu chấm có dấu chấm nhỏ ở dưới cái ngày này là có dữ liệu, còn không có dấu chấm nhỏ đấy là không có dữ liệu. Và các bạn chọn đến ngày ngày có dấu chấm nhỏ và có dữ liệu và các bạn sẽ bấm chọn vào ngày đó. Và các bạn đây là thanh ngang, thanh trượt ngang là các bạn chỉ cần kéo sang trái về phải theo giờ các bạn mong muốn, là màu vàng này là có dữ liệu đấy. Đây là cái xem lại của chiếc camera iMount giao diện mới của 2024 theo dạng tiêu chuẩn. Còn nếu các bạn muốn lưu cái đoạn video các bạn muốn xem lại thì các bạn sẽ bấm vào đây lưu và lấy cái đoạn video đây về điện thoại cho các bạn. Khi các bạn bấm lưu cái đoạn video cần rồi thì các bạn sẽ stop lại, nó sẽ ngắt cái đoạn video các bạn cần lưu lại. Đó là cái việc là lưu lại video. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái đoạn video đó. Thì các bạn sẽ back ra. Các bạn back ra thì các bạn sẽ bấm vào cái phần biểu tượng đây và các bạn kéo xuống phần gallery. Và đây là cái đoạn video mà các bạn muốn lấy. Khi các bạn chọn đúng như đoạn video rồi thì các bạn sẽ tải về, nó sẽ vào lưu phần album ở điện thoại của các bạn và các bạn sẽ chia sẻ hay là các bạn copy hay là gì đấy về bạn mong muốn. Đây là cái việc là lưu lại. Và bây giờ mình sẽ lấy cái đoạn video đó nhé. Và các bạn đây đấy, chọn vào đây. À, cái đoạn video mà chúng ta vừa lấy lại vừa lấy về điện thoại đó. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chia sẻ về với đoạn video ngắn thì các bạn sẽ chia sẻ qua Zalo được hoặc Gmail, còn video dài thì các bạn có thể chia sẻ qua nhiều hình thức khác nhau như là Google Drive. Đấy, là mình đã hướng dẫn các bạn cách lưu lấy đoạn video về điện thoại. Còn giao diện bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy xem lại và lưu cái đoạn video và lấy dữ liệu ở cái đoạn dạng video dạng xem là nâng cao. Đây đây là cái dạng tiêu chuẩn này, xem lại cái dạng tiêu chuẩn là giao diện nó như này. Đấy. Còn nếu các bạn muốn sang dạng nâng cao mà các bạn đang sử dụng chiếc camera dạng tiêu chuẩn dạng nâng cao thì bạn bấm đây và các bạn bấm vào cài đặt, bạn tùy chỉnh chế độ xem, bạn chọn đến nâng cao và các bạn back ra. Thì các bạn back ra thì đây là cái dạng xem là nâng cao. Đây giao diện này, giao diện dạng là xem lại ở dạng nâng cao thì các bạn xem trực tiếp vào chiếc camera và các bạn xem lại thì cũng vẫn ba dạng ba chấm đây và các bạn cũng chọn ngày ở đây và cũng thể hiện là cái ngày nào có dấu chấm nhỏ nó là có dữ liệu. Thì bạn chọn đúng cái ngày các bạn muốn rồi bạn sẽ back ra. Đấy. Thì các bạn chọn rồi thì các bạn sẽ chỉ cần kéo theo cái dạng dọc này là các bạn sẽ xem lại được. Đấy. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách xem lại của dạng nâng cao. Khi các bạn muốn cái đoạn video đó rồi như này thì các bạn muốn lưu cái đoạn video này về lưu lại và lấy về điện thoại thì các bạn sẽ chỉ cần bấm vào cái đoạn video các bạn muốn lưu lại, bấm vào cái máy quay đây. Khi các bạn lấy đúng cái đoạn video thời gian các bạn cần rồi thì các bạn sẽ stop lại. Đấy, cũng bấm lại một lần nữa thì nó sẽ ngắt cái đoạn video các bạn cần. Và sau đó thì các bạn sẽ
Muốn lấy cái đoạn video đó thì các bạn sẽ bấm vào cái vẫn phần mềm đây và các bạn back ra. Bấm vào biểu tượng đây. Biểu tượng camera ở dưới cùng bên tay phải. Và các bạn vẫn vào cái mục là gallery. Đấy. Và các bạn sẽ đây là cái đoạn video các bạn cần cần lấy về điện thoại và các bạn bấm lưu vào đây. Và nó sẽ lưu vào cái phần album ở cái điện thoại của chúng ta. Và cách đơn giản nhất là các bạn sẽ chọn đến cái mục camera. Đấy, đây, các bạn bấm ngay vào đây. Thì cái đoạn video là các bạn muốn lấy là ở đây. Và các bạn sẽ chia sẻ kiểu hình thức nào các bạn muốn. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách xem lại theo hai hình thức nó dạng tiêu chuẩn và dạng nâng cao. Và chúng ta muốn lưu cái đoạn video đó về điện thoại và lưu đoạn video đó và lấy đoạn video từ camera về điện thoại và chúng ta lưu lại và muốn chia sẻ cho những người khác theo hình thức khác nhau. À, cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần hướng dẫn xem lại theo hai dạng xem lại đó là theo tiêu chuẩn và theo nâng cao và chúng ta lấy cái đoạn video từ camera về điện thoại theo hai dạng khác nhau đó là tiêu chuẩn và nâng cao. À, trong quá trình các bạn theo dõi video phần hướng dẫn xem lại mà không hiểu chỗ nào các bạn có thể comment ngay dưới video này hay các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại mình gửi đến người. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bằng đăng ký kênh và nút chuông. Khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.